Nhiều người tiếp tục tìm ra những dấu hiệu về mối quan hệ giữa Ryu Jun-jeon và Han So-hee ngay sau khi nam diễn viên công khai chia tay bạn gái 7 năm Hye-ri, Geun-jae. Sáng ngày 15 tháng 3, nghi vấn Han So-hee hẹn hò tài tử Ryu Chun-jeon, Reply 1988, ở Hawaii đã gây chấn động cộng đồng mạng châu Á. Ngay lập tức, đại diện nữ thần sinh năm 1994 lên tiếng đáng ngờ, đúng là cô ấy đi nghỉ ở Hawaii, nhưng chúng tôi mong mọi người thông cảm vì đó là cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên. Phía công ty quản lý CJ Studios của tài tử Reply 1988 đã lên tiếng về những tin đồn hẹn hò này. Tuy nhiên, phía công ty không khẳng định cũng không phủ nhận bất kỳ điều gì. Đúng là Ryu Jun-jeon đang ở Hawaii cho một buổi chụp hình. Tuy nhiên, chúng tôi mong các bạn sẽ hiểu và tôn trọng rằng đây là chuyến đi cá nhân của anh ấy. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ không phản hồi những tin đồn liên quan tới đời tư của Ryu Jun-jeon. Mong các bạn thông cảm, CJS Studios thông báo. Giữa lúc tin hẹn hò nổ ra, Hye-ri, bạn gái cũ của Ryu Jun-jeon, bất ngờ đăng bài ẩn ý, thú vị quá. Nữ thần tượng cũng bỏ theo dõi người cũ ngay thời điểm truyền thông đưa tin Ryu Jun-jeon có quan hệ yêu đương với Han So-hee. Khi dư luận đang dậy sóng xôn xao, công ty đại diện của Han So-hee bất ngờ xác nhận lại với tờ Daily rằng cô không hẹn hò với nam diễn viên Ryu Jun-jeon. Nhiều người cho rằng Han So-hee phải có động thái dứt khoát hơn sau khi Hye-ri, bạn gái cũ của Jun-jeon, đăng dòng trạng thái ẩn ý, thú vị đấy. Nữ diễn viên bị một bộ phận cộng đồng mạng xăm soi tìm kiếm manh mối yêu đương tài tử Reply 1988. Không những thế, ngay sau đó netizen phát hiện cô đã bỏ theo dõi bạn trai cũ trên mạng xã hội sau thông tin này nổ ra. Quay lại các bức ảnh quá khứ, cư dân mạng phát hiện Han So-hee từng đến thăm triển lãm của Ryu Jun-jeon tháng 11 năm 2023, ít ngày sau khi Ryu Jun-jeon chia tay mối tình 7 năm Hye-ri. Không chỉ Han So-hee mà em gái của cô cũng có bức hình chụp chung cùng nam tài tử họ Ryu tại đây. Nhiều người dùng mạng sau đó sâu chuỗi mối quan hệ giữa Han So-hee, Ryu Jun-jeon, Hye-ri và phát hiện ra những dấu hiệu bất thường. Năm 2016, thời điểm mối quan hệ giữa cặp Reply 1988 đang tốt đẹp, Han So-hee bắt đầu bấm like ảnh của Ryu Jun-jeon. Năm 2022, khi Ryu Jun-jeon tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường và tự nhận mình là người đàn ông gấu Bắc Cực, Han So-hee lập tức đăng ảnh mua con gấu Bắc Cực cao 1,9m và ngồi trong lòng con gấu này. Sau khi chia tay Ryu Jun-jeon cuối năm 2023, Hye-ri úp mở rằng nam diễn viên thờ ơ, thiếu quan tâm tới mình. Dù đã chính thức phản bác tin đồn hẹn hò, thế nhưng ngay sau đó, netizen vẫn tìm thấy bằng chứng khẳng định chắc nịch Han So-hee và Ryu Jun-jeon đã cùng nhau bay về lại Hàn Quốc sau chuyến đi ở đảo Hawaii. Không chỉ gây xáo động showbiz Hàn, tin tam giác tình yêu giữa Han So-hee, Ryu Jun-jeon, Lee Hye-ri chiếm 6 phần 10 tin hot search bảng giải trí Weibo với hàng chục triệu lượt đọc. Đến nay, khi vướng tin đồn hẹn hò Han So-hee, nam diễn viên vẫn bị mỉa mai ngoại hình. Bạn gái tin đồn kém anh 8 tuổi là một trong những mỹ nhân thế hệ mới. Han So-hee sinh năm 1994, nổi tiếng nhờ vai diễn tiểu tam trong phim The World of Tamarind, cô gái Nabi trong Nevertheless, đàn nữ Ji-u trong bộ phim Minem. Nhờ sức hút của các tác phẩm này, Han So-hee đắt sâu quảng cáo, là đại diện của nhiều thương hiệu cao cấp. Han So-hee lớn lên trong gia đình không khá giả, từng làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng, quán bar sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô từng gây sốc khi lộ hình ảnh xăm trổ, hút thuốc, nổi loạn trong quá khứ, trái ngược với hình tượng nàng thơ trên màn ảnh.